Sáng ngày, không quân Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản tổ chức tập trận chung ở phía nam bán đảo Triều Tiên trong vùng nhận dạng phòng không chống lấn. Cuộc tập trận này được thiết kế tuân thủ các thỏa thuận quốc phòng được thảo luận tại trại David hồi tháng 8. Ngày 22 tháng 10, hãng tin Yonhap dẫn nguồn không quân Hàn Quốc cho biết Mỹ, Hàn và Nhật sẽ có cuộc tập trận chung trên không lần đầu tiên gần bán đảo Triều Tiên. Cuộc tập trận này diễn ra ở phía nam bán đảo Triều Tiên, trong vùng nhận dạng phòng không chống lấn giữa Hàn Quốc và Nhật Bản. Máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ và các chiến đấu cơ của Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ tham gia tập trận. Không quân Mỹ từng có các cuộc tập trận song phương riêng biệt với lực lượng không quân Nhật Bản và Hàn Quốc tại khu vực bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, đây sẽ là lần đầu tiên ba nước tập trận chung tại khu vực này. Theo không quân Hàn Quốc, cuộc tập trận thể hiện sự đoàn kết giữa ba nước và lực lượng này cũng có kế hoạch tăng cường hợp tác ba bên dựa trên nền tảng đồng minh vững chắc Mỹ, Hàn. Cuộc tập trận này là kết quả từ thỏa thuận trại David giữa lãnh đạo ba nước về việc tăng cường hợp tác quốc phòng, tổ chức các cuộc tập trận thường niên và phối hợp ứng phó các mối đe dọa trên biển, trên không, mặt đất, không gian và không gian mạng. Hồi tháng 9, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un chỉ trích Mỹ, Nhật, Hàn cho đây là mối đe dọa thật sự tồi tệ nhất. Triều Tiên cũng sửa đổi hiến pháp để thực hiện chính sách của nước này về lực lượng hạt nhân. Việc triển khai máy bay ném bom hạng nặng tầm xa B-52 diễn ra sau khi Mỹ cam kết tăng cường sự hiện diện thường xuyên của các khí tài quân sự chiến lược tại bán đảo Triều Tiên, sau tuyên bố chung giữa Tổng thống Hàn Quốc và Tổng thống Mỹ trong hội nghị thượng đỉnh tại Washington hồi tháng 10.